Dạ, em tên là Võ Văn Song Toàn. Trời ơi, là Võ Văn Song Toàn. Dạ. Mai mốt để ăn cặp trai gái nữa tên là Song Kiếm và Bích. Em bao nhiêu tuổi Toàn? Dạ, em 27 tuổi. Em hiện là nhân viên thị trường của công ty sổ số điện toán. Rồi, tiếp em. Dạ, em tên là Lê Huỳnh Gấm. Năm nay em 27 tuổi, em là nhân viên kế toán. Rồi, hai em là quen nhau như thế nào kể anh nghe. 6 năm trước á thì đó là do vô tình là em có người bạn là chị em song sinh. Em là bạn của người chị, còn vợ em là bạn của người em. Là chung một bữa là đi về ăn đám giỗ á, mà nó lại kêu em về để nó sắp xếp cái cuộc gặp mặt cho bạn này với lại thêm một bạn nữa. Thì trước bữa đó em nhất quyết không đi. Tự nhiên sáng hôm sau cái bạn em nó cứ kêu em hoài, nó tự nhiên cái bữa đó mình siêu lòng, mình lại đi. Thì tới lúc đó mới gặp vợ em. Dạ bây giờ là cái đám giỗ coi như là kỷ niệm ngày quen nhau của tụi em. Kỷ niệm ngày quen nhau đó là vậy. Rồi, ấn tượng đầu tiên em gặp cái anh này như thế nào? Ấn tượng đầu tiên là ốm cao mà ổng nói nhiều thiệt là nhiều luôn. Ổng vô ổng nói huyên thuyên luôn. Ổng nói mà hả em nói ra câu nào là ổng bụp câu đó. Đến nỗi mà em phải đứng đĩa luôn. Chà, đứng đĩa có nghĩa là cái cũng nói nhiều lắm á, chứ không phải giỡn đòn nha. Đó. Còn em thì em gặp cô này thì... Trời, lúc đầu vô đâu có ấn tượng gì đâu anh. Nhìn vô thấy đen thui à. Mà ăn ghê lắm, ăn dữ dội luôn. Em trời vô ơi, em sửng sốt luôn mà. Vô em nói, sao con gái này sao ăn dữ vậy? Bởi vậy em mới cố tình em mới nói nhiều dữ vậy cho bớt ăn lại. Mà nói ăn ăn anh. Là cái ấn tượng đầu tiên của các bạn về nhau là nó không có được đẹp lắm. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà lúc đó là em có biết là bạn của em là cố tình để mà mai mối cho bạn này không? Lúc đó thì nói chung em cũng chưa có nghĩ vậy đó. Tại vì bạn bè thì cũng rủ xuống nhiều lắm. Em cũng không biết ai với ai đó. Không có biết là bị gài. Không có biết. Rồi đến khi nào em mới thấy anh này có một cái sự đặc biệt? Dạ lúc đó thì mới gặp nhau với cái đám giỗ đó. Sau một tuần thì chị họ mới nói là bây giờ con trai thành phố thì nó lăng nhăng lắm, nên mình phải coi trước nó làm sao. Xong rồi á, coi xong mấy chị nói được nè, mắt mũi tay chân đầy đủ mà vui vẻ nè. Trời, mắt mũi tay chân đầy đủ. Bữa đó mà bốn cái chân mà chắc hết. Em đi dụ quá vậy. Bữa tự nhiên cái em thấy kỳ kỳ rồi. Rủ em đi cà phê. Em thấy nghi nghi rồi, em mới rủ bạn thân em đi. Xong đi giờ. Đi vô tới quải là coi như nó bị ra rìa luôn. Nó ngồi nó uống mình ly cà phê mình đó. Còn em là em ngồi như bị tra khảo vậy đó. Em ngồi giữa ba người. Coi mắt đó, đồ coi nè. Hỏi chân hiểu không? Ủa nhưng mà ví dụ như tra khảo đó hỏi gì? Trời ơi, hỏi em tên tuổi, rồi nhà ở đâu, làm cái gì, rồi quen nhiêu cô. Nói chung là xíu lý lịch đó phải không? Dạ, nói chung là giống như em điền xíu lý lịch, giống như em đi học vậy đó anh. Rồi, bao lâu thì mới bắt đầu là thương nhau? Dạ, chắc cũng cỡ 5 tháng. Yêu nhau bao lâu thì cưới? Dạ, chắc khoảng 3 năm. Rồi, sau 3 năm là làm đám cưới? Dạ. Tụi em có con chưa? Dạ, chưa. Lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, cũng 2 năm mấy à. Rồi anh này có nhiều tính xấu không? Trời, tính xấu của ổng cũng nhiều quá. Nhiều. Cái chuyện đá banh của ổng á là ổng mê ha. Hồi ban đầu nói thôi em ơi cưới đi rồi anh không có đi đá banh nữa. Xong cái ổng một tuần sau gì ổng thèm quá ổng nói thôi cho anh đá một lần thôi. Cái xong em cũng xui xui. Xong rồi cái ổng đá 3 lần một tuần. Ổng thấy em lơ lơ cái ổng thích là ổng đá. Thích là xách giày lên đá thôi. Vợ giận thì về năn nỉ sao. Cái xong sau đó một lần em chơi khăm ổng là ổng hẹn bá banh lúc 4 giờ chiều chủ nhật. Tới 3 giờ em gỡ cái cục pin đồng hồ ra. Em nằm em ngủ. Cái ổng mở mắt ra ổng thấy 3 giờ ổng ngủ tiếp. Mà bữa đó em nghi rồi đó chị. Thường thường á là tính em á là ưa giật mình mà đúng lúc lắm. Mà bữa đó em giật mình vậy nha. Nhìn đồng hồ đàng hoàng. Em thấy 3 giờ. Xong cái tự nhiên em ngủ nữa. Mà vợ em cũng hay lắm. Tới lúc mà gần 6 giờ á chị, gắn pin vô cho chạy lại bình thường. Thì em mới giật mình vậy. Em mới suy nghĩ trong đầu á là không lẽ mình lại không chỉnh đồng hồ rồi. Nó kỳ kỳ. Mà em bị 2-3 lần luôn. Giờ lên đây em mới biết là có cái vụ này đó. Ủa tới bây giờ vẫn còn đá banh hả? Dạ còn. Mà một lần đá vậy mấy tiếng? Trung bình là cũng khoảng 1.5 tới 2 tiếng. Cũng đâu có nhiều đâu. Nhưng mà tuần 7 lần thì cũng vậy. Dạ 3 lần rồi chị. Hồi trước lâu lâu có đôn thêm 1-2 ngày. Nhưng mà giờ bị vợ nói quá hết đỡ dám đôn rồi. Còn tính xấu nào nữa không? Xấu là ổng mê nhậu. Giống như là chưa vợ vậy đó. Bạn gọi lên là Ale Hấp đi liền. Có lần kia nhậu xỉn quá trời luôn. Dục xe quán nhậu luôn.
lên taxi đâu có biết đường đâu mà cứ lên nằm trên xe vậy, ai muốn chở về chở. Lên xe làm đầy xe ra luôn. Rồi em gọi điện thoại quá trời luôn, mười mấy cuộc. Ông taxi một lát hồi ông mới nghe. Xong rồi ha, một hồi thấy taxi chở về tới, em ra dọn xe bưng ổng vô nhà. Hàng xóm kéo ra, tưởng đâu là bạn này bị gì. Trời em muốn độn thổ luôn vậy á. Em không nói được một câu nào hết ấy. Rồi qua mấy ngày sau mà vẫn còn thấy ấm ức luôn, không nói chuyện luôn, chiến tranh lạnh luôn. Dĩ nữa hả? Rồi con xấu gì nữa. Anh biết anh còn xấu gì đúng không? Thể thao với nhậu nhẹt là nó mới liên quan rồi đó hả? Ừ. Anh tự kể xấu anh đi. Thôi trời ơi, tự kể xấu anh đi. Ổng mê game á chị. Game nữa. Sau khi cưới về em mới phát hiện ra được luôn á. Trời xong ơi. Rồi em cứ lằn nhằn ổng nhai nhai ổng, bây giờ ổng cũng giỏi rồi, cũng bỏ bớt rồi. Mà em nhai nhai có khi ổng giận quá ổng làm rầm 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 vậy nè, mẹ chồng em hỏi ủa hai đứa nhả đồ gì trên lầu mà rầm 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 vậy, ổng đâu có dám nói đâu, ổng cứ im lặng đi xuống vậy đó. Đâu dám nói đâu chị, biết chắc là nói ra là em là người bị la mà. Em ngu dại gì nói vậy, đi trước đi đi vô ra ngoài cái lát cũng ngui ngui rồi, tối cũng lên nói cũng hứa hẹn thôi anh cũng không có chơi nữa, anh cũng cố gắng bỏ rồi nữa. Thì đợi nguội rồi chơi tiếp chị. Trời ơi, toàn mê mấy thứ mà gọi là độc không á nha. Đá banh thì phải đi ra ngoài, chơi game á là phải trốn vô một cái chỗ nào im yên bình để chơi mình ơn, chứ không có chơi chung với ai đó. Nhậu là bỏ xe. Nhậu là bỏ xe rồi ngủ luôn. Ba cái đó đều không màng gì tới vợ hết trơn trời đó. Đúng không? Giờ có mê vợ không? À không mê sao cưới được chị? Không. Cưới là cái chuyện đó là mê đi trước rồi á. Còn bây giờ đã có được rồi bây giờ còn mê không? Dạ còn chứ anh. Rồi bây giờ nè, vợ em có tính xấu nha. Cầm ràm ghê lắm anh. Trước đây á thì em thấy mẹ em là cũng đôi khi cũng cằn nhằn, là em thấy cũng hơi mệt rồi đó. Mà vợ em cằn nhằn còn ghê hơn nữa, mà giống như kẹo cao su mà dai hoài không đứt luôn á. Trời ơi, có câu chuyện đó lỡ mà khơi gợi cái gì lại nó hoài luôn. Nó hoài. Có khi mà em tức quá em kiềm chế không được á, em nói cái gì mà cứ nói hoài vậy. Thích nói thì ngồi nói một mình đi. Rồi em tức em bỏ em đi luôn. Là mấy cái đó em bực mình lắm. Rồi về sai chồng ghê lắm anh. Ví dụ như làm công việc nhà xong rồi đó, anh ơi, là lên phòng là cái gì cũng sai á. Anh ơi em thèm kem. Anh ơi em muốn uống nước. Anh ơi xuống dưới lấy đồ giùm em. Rồi anh ơi phơi đồ giùm em. Cái gì cũng là anh ơi không à. Mà em kêu á, em đi lấy giùm anh bữa thôi. Không là không á chị, cởi được bộ đồ ra để đi ngủ là bắt đầu là coi như xong bổn phận rồi. Là ngồi trên giường không? Nằm đó mà kêu thôi anh. Cũng hên là chưa có đem lên mà đút ăn luôn anh. Đút anh đó ăn nữa là em không biết nói sao luôn á. Mỗi lần giận dai lúc mà thấy mà giận mà em kiều kiều mà thấy im á là em không có nói đâu, tại vì lúc đó còn đang giận ghê lắm. Còn mà kiều kiều quay qua chửi là nó gỡ hết rồi đó. Là em sấn vô liền. Bắt bài được. Dạ đúng đó. Ông này em cầu thủ bóng đá mà. Tức là cằn nhằn nè. Dạ. Rồi hay sai nè. Dạ. Sai bảo nè. Dạ. Còn gì nữa không? Trời bao tiền vợ chồng ghê lắm. Bao tiền hả? Dạ. Trời về nha là quy định rồi. Là mỗi tháng cho nhiều, để là nhiều. Không bao giờ mà ấy đủ đâu. Nói anh ơi tự nhiên em thích cái này. Nói thích tự mua đi. Có tiền mà tiền rồi. Thì tự lấy tiền mua đi. Không đâu anh. Tự nhiên bữa đó cái bữa em lãnh lương á. Là tự nhiên cái đi theo em. Em thấy có cái chuyện gì đó nó lạ lạ rồi. Là em đưa rồi nha. Xong cái... đi với em đi vô nhà với em xong cái anh ơi bộ đồ này đẹp quá, hỏi sao, nói anh bộ đồ này đẹp mà tại vì em thấy còn nhiều đồ quá, em biết em có nên mua không, nói thôi mua đi, đừng có nói vậy, em dắt vô mua đâu phải một bộ đâu chị, vô mua lần hai ba bộ không à, nói vậy lần nào em mua thăm có chiêu hết trơn rồi. Ghê lắm chị. Có biện hộ gì không em? Thì một tháng mình mua có 1 lần 2 lần. Với lại em xin tiền chồng để nuôi heo nè. Em đi cắt tóc hay gì đó là làm đẹp cho mình. Cũng là nể mặt cho chồng. Ví dụ đó. Thôi vợ mày đẹp quá. Trời vậy á. Quá dễ thương rồi. Bây giờ nè, mong muốn bạn giỏi văn song toàn này thay đổi điều gì? Em chỉ mong một điều là ổng bớt nóng tính. Còn chồng sao? Là thứ nhất là bớt cầm ràm với là bớt xài chồng một tí. Tụi em bây giờ là tụi em muốn có em bé không vậy? Dạ muốn. Ồ, vậy là anh Thuận phải ra tay gạo xay ra cám thôi. Bây giờ có nói gì thì cứ nói. Cái con người dày mà thành ông mụ được, tôi thấy mặt ác mà. Mặt là gì mà ác? Mặt là gì mà ác hả? Ông mụ mà ác. Chúc
cho các em có thôi, em bé bây giờ nè. Là quá dễ thương rồi đúng không? Dạ. Không có gì cả, cặp vợ chồng này quá duyên dáng, thấy không? Mặt lúc nào cũng cười tươi cả, bây giờ chỉ còn thiếu một em bé thôi. Dạ. Hồi nãy nói chi tiết là ba nằm lên giường là ba sai đúng không? Dạ đúng rồi. Mốt đi con đứa nó đi ba sai là sói đầu luôn là con. Rồi. Thôi, chúc cho hai vợ chồng của Võ Văn Song Toàn nghe. Tính từ cái mốc bây giờ nghe chưa? Rồi về nhà ha, vui vẻ nghe. Dạ. Hai người sẽ hòa hợp với nhau ha, và năm sau sẽ có một em bé xuất hiện. Một cặp luôn. Đó, thôi đã chúc thì chúc luôn nha. Chúc một cặp song đó. Kiếm hợp bích xuất hiện trong gia đình đó. Của Võ Văn Toàn. Đó, không chúc thôi, chúc cho đáng luôn. Đó. Đó. Dạ, một cặp luôn á. Được chưa? Dạ dạ, cảm ơn. Nào có tin vui nhớ báo tôi nghe. Dạ. Rồi xin chào hai em.